Vâng, mấy ngày em trước thì em có lên sóng cho mọi người một chiếc xe Merlin 2004, một chiếc xe rất đẹp. Thì hôm nay em lại về cho mọi người một chiếc xe Merlin 2005, cũng là một chiếc xe mang phiên bản tự động mọi người nhé, động cơ máy 1.0. Chiếc xe này mang biển kiểm soát Bắc Ninh mọi người nhé, 99A38839 ạ, biển số khá đẹp mọi người nhé. Với tầm tiền hơn 100 triệu thôi, chúng ta có một chiếc xe tập lái trên mây trên nắng mọi người ạ. Xe được mang trên mình nước sơn màu xanh mọi người nhé. Con 204 kia thì là màu bạc và con này thì 2005 màu xanh. Xe được lên full đồ, có la đăng đúc rồi như là màn hình cam lùi các kiểu mọi người nhé. Tay nắm mở cửa đã được ốp e-lock rồi này, và cũng như là xi nhan thích hợp bảo rẽ bên sườn. Với động cơ máy 1.0 thì những dòng xe Merlin này nó khá tiết kiệm nhiên liệu mọi người ạ. Chỉ tầm khoảng là hơn 5 lít thôi trên 100 cây mọi người nhé. Mọi người quan tâm thì hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0906034285. Địa chỉ em nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10 gần ngã tư Quan Toan mọi người ạ. Mọi người xem thì nhớ like, đăng ký và chia sẻ giúp em. Ngày hôm nay thì em về rất là nhiều mọi người nhá. Merlin 205 này cũng như là một chiếc xe tập lái trên mưa trên nắng hơn 40 thôi. Hoặc là Yaris này, hoặc là Vios E 2014 này. Đây có Merlin 204 thì mới về đây. Đấy. Đấy thì mọi người tầm tiền bao nhiêu, vài chục triệu hoặc là 100 triệu hoặc là hơn 100, nhiều nhất cửa hàng em sẽ tầm khoảng là 300-400 triệu, đời cao 2018, 2019, 2020 mọi người nhé. Mọi người hãy bớt chút thời gian đến cửa hàng bên em, một trong những showroom lớn nhất khu vực thành phố Hải Phòng, rất nhiều dòng xe mẫu mã chúng ta có thể xem và chúng ta có thể tham khảo mọi người ạ. Còn bây giờ thì em sẽ quay chi tiết từ bên trong đến bên ngoài. Con này thì đã được lên hệ thống đèn bi rồi này. Sản xuất năm 2005 nhưng mà đến tận 2007 nó mới lăn bánh mọi người nhá. Đấy. 2007 mới lăn bánh. Và giá bán con này là 136 triệu đồng mọi người nhá, 136 triệu. 2005 đến 2007 lăn bánh, mà mọi người xem những cái phần tapri của nó này. Rất đẹp mọi người nhá. Cái vịn đóng cửa của nó đây. Đấy. Rồi keo chỉ của nó thì zin mọi người nhìn này. Đây, đấy, cái phần đinh này của nó đây. Ghế của nó thì được trang bị ghế da màu kem đấy, nhưng mà cái màu này thì nó cũng hơi tối tối rồi mọi người ạ. Đấy, hơi tối rồi. Số thẳng điều hòa cơ mọi người nhé. Nếu mà số thứ zig zag của nó phải là 209 đấy, và điều hòa tự động thì nó phải quấy 208 thì nó sẽ được lên cái điều hòa mọi người nhé. Dòng nhập cho nên là cái tôn vỏ của nó khá là dày dặn. Đấy, xe thì chạy rất là đầm, mặc dù là dòng xe phân khúc A bản hatchback, thế nhưng mà so với cái dòng xe Merlin Việt đấy thì con này nó nhập tôn vỏ nó dày hơn và xe chạy nó cũng sẽ đầm hơn nhé mọi người nhé. Đương nhiên là cửa tiền của nó cũng phải cao hơn một chút rồi. Đấy, nội thất như này cũng là rất là sáng sủa, tắp đi bao nhiêu năm rồi nhưng mà còn đẹp này. Đấy, 14 năm sử dụng rồi mà cũng còn rất đẹp mọi người nhé. Đấy, khung sườn thì không bị ảnh hưởng gì cả. Đấy, biểu tượng Merlin này. Với dòng xe Merlin tự động thì nó sẽ là bản SLX, giá đỡ vẫn còn nguyên đây. Đấy. Chân này, chân lì. Trong đây là phần khoang cốp này. Đấy, lốp xe cua nằm ở dưới mọi người nhé. Biển 99 Bắc Linh. Xe có trang bị màn hình cam lùi, la đăng đúc. Mấy ngày hôm trước thì trời mưa tầm tã mọi người ạ, nhưng mà hôm nay thì trời cũng đã quang mây tạnh rồi. Đây táp ly này. Đấy. Trời quang mây tạnh rồi mọi người nhé. Cho nên là mọi người hãy tranh thủ để đến cửa hàng bên em để chúng ta xem và chúng ta tham khảo mọi người nhé. Cái phần hệ thống bấm kính lên xuống này, vị đóng cửa này, táp ly đây, kính dán chắn nắng này. Đấy, biểu tượng của Kia đây mọi người. Đấy, biểu tượng Kia đây. Số thẳng. Hành trình trên kia mọi người, còn đây là cái màn hình cam lùi này. Đấy. Cái đây là cái màn hình cam lùi, còn kia là cái cam hành trình trên kia mọi người. Đây này, màn này. Đấy. Màn này rất đẹp mọi người ạ. Hệ thống phanh tay. Đây là mọi người có cả cam bên đây đó mọi người nhá. Đây này. Wow. Con này chủ xe họ trang bị khá là nhiều mọi người nhá. Đấy. Cam trước đi mọi người, cam hành trình trên đấy. Thank you.
Dạ vâng, đây là phần khoang máy của chiếc xe Moulin 205 đến 2007 là mấy lăn bánh mọi người nhé, xe Nhật Hàn máy 1.0 thì được trang bị bốn máy này. Máy thì cô giá cũng sẽ không có hiện tượng ngập dầu chảy dầu. Nó vậy hơi bị kêu một chút ở phần dây Corolla thôi mọi người ạ. Đấy, hơi kêu về dây Corolla thôi. Cũng về phần khoang máy đây, đây cabo này, mọi người xem này. Đấy. Dạ vâng, 136 triệu đồng cho mẫu xe Moulin 2005 đăng ký bánh 207 mọi người nhé. Với số tiền chỉ có 136 triệu đồng thôi. Mọi người quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp cho em qua số hotline 0906034285. Em nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10 mọi người nhé, gần ngã tư Quán Toan mọi người ạ. Mọi người xem thì nhớ like, đăng ký và chia sẻ giúp em với ạ. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé.